lẽ ra mẹ cháu Thuận cũng nên đây cùng với lễ như này, nhưng kiến với gia đình trên này rồi, nhưng mẹ cháu thì đi xe thì rất chạy xe, chạy xe rồi mà cũng trao đổi với để ông định là mai trên này rồi, nhưng mà mẹ cháu là ở nhà không khách thì hôm nay tôi xin là có một số ý kiến như này. Vâng, kính thưa các cụ, các ông bà, thân nhân gia đình, họ nhà gái, biết là sau một thời gian tìm hiểu do các cháu đi lao động ở bên Hàn Quốc cũng tìm hiểu nhau, cũng như là đã được sự đồng thuận của hai gia đình. Thời kỳ đầu năm vừa qua là hai cháu đã về phép, hai gia đình cũng đã có cái gặp mặt, gặp gỡ, trao đổi, cũng đã có cái giao ngõ, đồng thời là cũng cho phép các cháu để tìm hiểu, để trên tinh thần cơ sở là xây dựng gia đình, xây dựng phúc trăm năm của các cháu. Đối với các cháu thì hôm nay là so với tuổi các cháu cũng như là hạnh phúc của các cháu thì có ngày này, tháng này là ngày đẹp, tháng đẹp và giờ đẹp. Do vậy mà hai gia đình chúng tôi đã thống nhất, tức là xin phép chọn ngày đẹp, giờ đẹp để chúng tôi xin phép là có lễ gia tiên, và đồng thời để xin phép gia đình cho hai cháu được. Sau đó thì chúng tôi sẽ về phía gia đình thì chúng tôi cũng báo cáo để tôi có chương trình thì xin trân trọng giới thiệu một vị đại diện của họ nhà gái lên có lời với các cô các ông bà nhà trai. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, bên Hàn Quốc, tôi thì thay mặt cho họ nhà gái. Và trước khi vào để mà làm cái thủ tục nhận lễ thì cũng xin trân trọng giới thiệu với hai họ là bên nhà gái thì các cụ, tức là các ông, các bà nội ngoại của cháu thì về nghỉ sớm, cho nên hôm nay là chỉ có các bác. Các bác thì xin giới thiệu, kia là bác của nhà cháu, đây là các bác, và tôi cũng là bác, và đây là bác. Và xin giới thiệu, đây là ông Thịnh và Mai, bố mẹ của cháu. Để cùng các chú, các cô, các chị thì xin giới thiệu là hôm nay cũng có mặt. Thế thì báo cáo với trai và hai họ với cái thành phần như vậy. Thế và qua ý kiến của họ nhà trai thì thay mặt cho họ nhà gái, chúng tôi xin chấp nhận cái lời thỉnh cầu và cũng đồng thời chấp nhận cái lễ vật của họ trai đã mang đến để mà làm cái thủ tục cho các cháu trở thành một cái đôi gia đình hạnh phúc trăm năm. Và bây giờ là xin mời nhà trai sẽ giao lễ vật, và xin mời nhà gái cũng tiến nhận lễ vật và làm thủ tục trình tổ tiên, sau đó ta sẽ tiếp. Như các cụ, các ông bà, trước hết tôi xin có ý kiến là sau cái phần thủ tục mà hai gia đình đã có ý kiến vừa qua, thì trước hết là bây giờ xin phép là nhà gái là chúng tôi cũng có một cái lễ, nhưng là chúng tôi ở cái đó thì tập quán từng vùng để cách giống nhau. Trước hết là chúng tôi xin phép là có cái lễ hành lễ gia tiên, và xin phép mời gia đình họ nhà gái. Quan họ người ơi, thương tư mà
cụ để trao phần lễ vật này. Và tôi cũng mời luôn đại diện họ nhà gái cũng mời người để mà đến đón nhận cái lễ vật. Kính thưa các cụ, các ông bà, gia đình, tức là gia đình chúng tôi xin phép, tức là gia đình cho cháu xây dựng gia đình hạnh phúc với nhau. Trước hết là đến giờ phút này chúng tôi thứ nhất là xin phép gia đình cho cháu Quận được làm ông bà và cháu Bí làm dâu con nhà chúng tôi. Và cũng kể từ giờ phút này các cháu thành vợ thành chồng. Thì hôm nay gia đình chúng tôi có lễ cưới. Sau đây chúng tôi xin mời đại diện gia đình cha chúng tôi lên trao lễ cưới và cũng xin mời đến thăm gái. Thay mặt cho nhà gái thì chúng tôi xin chấp nhận cái lễ đang và chúc cho cái hạnh phúc của 2600 năm bền vững gia đình hạnh phúc lâu dài ở đây hai họ chúng ta. Và để cho nó đúng thủ tục thì bên nhà gái cũng là xin mời các cháu là lên dâng lễ của cha ra. Người ơi tương tư mà chìm sao đến hẹn lại lên
bên gái ai nấy cũng cười thật tươi. Ngày xuân hoa lá khoe màu tươi, muôn sắc huy hoàng tô thắm cho ngày vui. Mừng tân hôn chúc chú rể mới, tôi chúc cô dâu hiền lên mối duyên trầu cao. Cô dâu duyên dáng xinh thật là xinh, bên chú rể hiền xứng lứa lại vừa đôi. Quan viên hai họ chúc mừng cho đôi vợ chồng nên mối duyên trầu cao. Ô vui quá xa bà con ơi, nhà trai là hăng hái chứ bên gái kém gì đâu. Ngày xuân ta hát câu bền lâu, ta hát khúc sùng vầy cho ngất ngây trời mây. Bà hai đang nói với thầy Tam, tôi tính á năm mà này đó cưới luôn cho thằng à Sáu. Anh tính cái cho rồi cái tôi với anh đây mằng xui. Ông xui cũng đang nói với bà xui, dâu giới để hiền mới xinh quá chị xui ơi. Chứ ngày hôm nay chuyện sắp nhỏ nó xong rồi, nếu tiện cái tôi mình tính luôn chuyện kỳ với tôi. Trăm năm duyên tình vững bền, thương nhau để trọn đời chung sức xây ngày mai. Tương lai chung một hướng đời, cho nhau niềm vui niềm tin yêu sáng. Cho nhau môi mặn hương nồng, cho nhau nụ hồng còn chính nguyên phơi phới. Sáng năm cho đời một tin mừng, con cưng đầu lòng là một bé trai thật là ok. Bên gái ai nấy cũng cười thật tươi. Ngày xuân hoa lá khoe màu tươi, muôn sắc huy hoàng tô thắm cho ngày vui. Mừng tân hôn chúc chú rể mới, tôi chúc cô dâu hiền lên mối duyên trầu cao. Cô dâu duyên dáng xinh thật là xinh, bên chú rể hiền xứng lứa lại vừa đôi. Quan viên hai họ chúc mừng cho đôi vợ chồng nên mối duyên trầu cao. Ô vui quá xa bà con ơi, nhà trai là hăng hái chứ bên gái kém gì đâu. Ngày xuân ta hát câu bền lâu, ta hát khúc sùng vầy cho ngất ngây trời mây. Bà hai đang nói với thầy Tam, tôi tính năm này đã cưới luôn cho thằng Sáu. Anh tính cái cho rồi cái tôi với anh đây mằng xui. Ông xui cũng đang nói với bà xui, dâu giới để hiền nó xinh quá chị xui ơi. Chứ ngày hôm nay chuyện sắp nhỏ nó xong rồi, nếu tiện cái tụi mình tính luôn chuyện chị với tôi. Trăm năm duyên tình vững bền, thương nhau để trọn đời chung sức xây ngày mai. Tương lai chung một hướng đời, cho nhau niềm vui niềm tin yêu sáng. Cho nhau môi mặn hương nồng, cho nhau nụ hồng còn chính nguyên phơi phới. Sáng năm cho đời một tin mừng, con cưng đầu lòng là một bé trai thật là ngoan. Ô vui quá xa trời ơi, ô vui quá xa chị ơi, ô vui quá xa anh ơi, ô vui quá xa bà ơi. Bà con ơi, bà con ơi,
quê hương xinh xinh, quê hương hữu tình, quê hương xinh xinh, quê hương hòa bình. Đường nở hoa trắng xanh vàng tím, đẹp làm sao bướm bay chập chờn. Đàn chim non véo von ngọn tre, khăn màu son, áo màu vàng. Ơi bà con đến xem mùa cưới, chân hai công, tay dù hồng. Lâu thật lâu mới thấy được một ngày vui. Ô sáng hôm nay quê tôi ra xem, cô dâu con y trang mỹ miều, cô dâu non dung nhan mặn mà. Chà, nhà ai có ông rể quý, chà, nhà ai có cô dâu hiền. Ồ, ngô thay có con lợn quay, xôi đầy mâm, câu đầy buồng. Đây nguồn vui hiếm hoi ngày cưới, trông thật hay, trông buồn cười. Ra mà xem mới thấy được cả niềm vui.